Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cùng các xu thế nghề nghiệp mới, theo dự báo của Viện Khoa học Lao động Xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam sẽ có thêm khoảng 18.000 đến 19.000 việc làm mỗi năm trong giai đoạn 2021 đến năm 2030 nhờ tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU. Mở ra một bức tranh tuyển dụng nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên sâu, có kiến thức và được rèn luyện kỹ năng tốt, có trình độ ngoại ngữ. Rất nhiều bạn trẻ đang đi trước đón đầu xu thế bằng cách học chuyên sâu từng ngành nghề cụ thể. Hôm nay, bạn Lò Đức Hùng và anh họ là Hà Anh Đức, 15 tuổi, ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bắt đầu làm thủ tục nhập học. Hai anh em vừa học xong cấp 2, quyết định cùng nhau chọn nghề sửa chữa ô tô một phần để tiết kiệm thời gian và chi phí cho gia đình. Mặt khác, vì Đức và Hùng có niềm đam mê với ô tô và nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề này. Điều ngạc nhiên là hai anh em sẽ là bạn cùng phòng của Tùng Tuấn Anh, 18 tuổi. Hôm nay cũng là ngày đầu Tuấn Anh nhập học. Sở dĩ có nhiều trường hợp bạn cùng lớp chênh nhau từ 3 đến 5 tuổi, do từ năm 2018, học sinh tốt nghiệp cấp 2 đã có thể đăng ký học nghề, gọi là hệ 9 cộng, giúp các em và gia đình tiết kiệm được thời gian và chi phí học tập. Quan trọng hơn, các tân sinh viên có nhiều thời gian hơn để nhận ra mình phù hợp với ngành nghề nào trong tương lai. Em nghĩ là sau này là công nghệ tiên tiến hơn thì sẽ có nhiều người dùng ô tô hơn. Em nghĩ là em học ngành này quyết định. Để đăng ký ngành này thì em đã xuống trực tiếp trường tìm hiểu trên mạng. Sau khi học nghề xong, em ra trường sẽ có công việc được ổn định hơn. Bố mẹ em cũng đồng tình cho em đi học ngành nghề đấy. Được chị gái tư vấn, bạn Nguyễn Thị Bích Thùy, 15 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ, lại chọn ngành cơ điện tử để theo học. Ngành nghề được đa số các bạn nam lựa chọn. Bích Thùy chia sẻ, bản thân thích nghề này nên em đã tìm hiểu và chuẩn bị tốt tâm lý khi ra trường sẽ trở thành công nhân cơ điện tử như ngành học của mình. Em cũng định hướng trước từ trước là cái ngành này là ít bạn gái học và chỉ có bạn trai học, nhưng mà do mình thích rồi nên là mình cũng có chuẩn bị tâm lý trước rồi ạ. Em nghĩ là học đại học hay là học cao đẳng nghề thì sau này chỉ cần tìm được việc làm phù hợp với bản thân mình, với lại là mức lương phù hợp với mình thôi ạ. Hiện nay, với việc cập nhật thông tin nhanh, dễ dàng, đã có rất nhiều bậc phụ huynh quyết định cho con đi học nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông, vừa phù hợp với nhu cầu, trình độ của con em mình, vừa giải quyết bài toán định hướng nghề nghiệp cho các em mai sau. Trình độ học phụ thuộc vào của các em, nó cũng không là bậc giỏi lắm, nó không dốt quá, nhưng mà mình thích là cho nó đi học nghề như thế này để cho ra nó phù hợp với này cái hiện tại này, cái năng lực của nó và trình độ học của nó. Thế ra nó cũng không, bây giờ cũng không nhất thiết là cứ phải đại học. Thế mình học ra rồi làm công nhân kỹ thuật hay làm, vì cái môi trường của cái trường này bản thân nó cũng là tốt mà. Quan trọng, khi đã học tập, trải nghiệm với các nghề mình đã chọn, các bạn trẻ vẫn còn thời gian để thay đổi, lựa chọn ngành nghề khác phù hợp hơn với mình, thậm chí đi đào tạo nghề tại nước ngoài. Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đã liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài như Đức, New Zealand để đào tạo song hành các ngành nghề điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, vệ sinh tòa nhà. Có một số ngành chúng tôi thực hiện là đó tuyển sinh kèm tuyển dụng. Cụ thể là các ngành nghề như cắt gọt kim loại, hàn và một vài những cái nhóm ngành mà chúng tôi đang hợp tác với doanh nghiệp và đang đàm phán. Tuy nhiên thì những cái ngành mà gọi là tuyển sinh kèm tuyển dụng ấy, thì các em cứ nhập học vào đây thì lập tức được nhà trường ký ba bên. Cụ thể là nhà trường ký cam kết việc làm cho sinh viên. Sinh viên ký cam kết sẽ làm việc cho doanh nghiệp và doanh nghiệp ký cam kết với nhà trường để liên kết cùng đào tạo. Đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Năng lượng Đức GCA, chuyên đào tạo tiếng và có liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp Đức. Tại đây, công ty phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, hàng năm đào tạo hàng trăm bạn trẻ về ngôn ngữ và các kỹ năng làm việc với doanh nghiệp. Thêm nữa, công ty còn phát triển sở trường của từng người, từ đó hướng dẫn các bạn trẻ nên học nghề gì và kết nối đào tạo nghề tại các doanh nghiệp Đức. Mình vừa tốt nghiệp trung học phổ thông xong và mình lựa chọn con đường đi học tiếng Đức để được đi sang nước Đức, được du học nghề bên đó. Và mình không chọn lựa chọn con đường đại học tại vì bởi vì theo cá nhân mình thì con đường nào nó cũng rất tốt thôi. Bởi vì nếu mà nó thực sự là lựa chọn của bản thân mình thì mình sẽ cố gắng hết sức được cho nó. Mình đang nghiên cứu về nghề chế biến thực phẩm bên Đức và mình nghĩ là mình sẽ
cố gắng và trong tương lai mình sẽ theo cái ngành đấy. Khi các bạn học viên tham gia chương trình học bổng nghề của Cộng hòa Liên bang Đức tại Học viện Năng lực Đức của chúng tôi, thì các bạn sẽ có cơ hội tham gia chương trình đào tạo tiếng Đức miễn phí từ A1 cho đến B2 theo khung tham chiếu chuẩn của châu Âu, bao gồm cả chương trình luyện thi B1 và B2, để có thể tuyển chọn được những cái học viên mà thực sự có năng lực và phù hợp với chương trình đào tạo cấp tốc tại Học viện Năng lực của chúng tôi, thì đó cũng là một thách thức rất là lớn. Chúng tôi sẽ phải đánh giá được xem là tức là các bạn có khả năng học ngoại ngữ không, các bạn đã từng đã học ngoại ngữ, một ngoại ngữ tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ nào khác chưa, và thực sự là các bạn có muốn học tiếng Đức không và vì động cơ gì. Toàn cầu hóa đã trở thành hiện thực và sự dịch chuyển lao động giữa các quốc gia đang diễn ra rất sôi nổi. Với một số nghề, một số chương trình, chúng ta có thể tiếp cận thẳng với những trường đào tạo có chất lượng cao để liên kết học hỏi. Khi đến cái độ tuổi trung học cơ sở ấy, thì về cơ bản là các em đã có được cái định hướng nghề nghiệp cho mình. Tuy nhiên ở Việt Nam ấy, thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức hướng nghiệp cho các em ở trong các nhà trường ấy, thì cũng còn thực sự là chưa tốt. Và bản thân các bậc phụ huynh, các gia đình thì khi mà hướng nghiệp cho các em thì thường là đến cái năm cuối của năm phổ thông trung học thì bắt đầu mới tổ chức hướng nghiệp. Vì vậy cái hiệu quả nó không cao. Mà cái phân luồng này ấy, thì ở nhiều quốc gia như chúng tôi có học tập kinh nghiệm, chẳng hạn như ở châu Âu chẳng hạn, họ làm rất là tốt. Ở Đức thì sau học xong lớp 4 người ta đã có cái định hướng phân luồng. Đến khi mà lớp 7 một lần nữa người ta làm lại và đã phân luồng rõ là những em nào vào học nghề, những em nào là vào học đại học. Và học nghề thì học theo cái chương trình nào, học theo chương trình song hành hay học tại trường nghề. Rồi ở Nhật Bản cái chương trình đào tạo Kosen mà cũng rất nổi tiếng trong cái mô hình 9 cộng, đó là tốt nghiệp sau trung học cơ sở vào học để lấy cái bằng cao đẳng, cũng làm rất là tốt. Như vậy ở các cái quốc gia này thì cái tỷ lệ mà học sinh vào học nghề sau trung học cơ sở thì thường chiếm tỷ lệ rất cao, 60-70%. Hướng nghiệp là vấn đề lớn và đi trước một bước khi chọn nghề trong tương lai, thi vào ngành nghề nào, trường nào, ở đâu thì có nhiều tiêu thức lựa chọn. Nhưng điều quan trọng và cốt lõi phải là sở thích, sở trường, năng khiếu của thí sinh. Tiếp theo là cần cân nhắc nhu cầu việc làm của ngành mình chọn để tiết kiệm được thời gian, chi phí của bản thân, gia đình và xã hội, đạt được mục tiêu hướng nghiệp mới là sự định hướng hiệu quả cho tương lai của các bạn trẻ.